Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ 3, Chúa Thánh Thần đấng thánh hóa. Bài 25, Đức Maria trong mầu nhiệm hội thánh. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Trong bài giáo lý số 24 vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu về các chức vụ của hội thánh: tiên tri, tư tế và vương giả. Chức vụ tiên tri giúp chúng ta can đảm loan truyền tin mừng của Chúa cho mọi người bằng lời nói và việc làm. Chức vụ tư tế giúp chúng ta chu toàn bổn phận tôn thờ Thiên Chúa bằng cách tham dự vào hy lễ của Chúa Giê-xu trong đời sống phụng tự và trong đời sống hàng ngày. Chức vụ vương giả đưa chúng ta tiến xa hơn trong đường nhân đức và sẵn sàng phục vụ tha nhân vì Chúa. Ba chức vụ này làm nên toàn bộ đời sống Kitô hữu và không thể tách rời được. Điều này có nghĩa là Kitô hữu không thể chỉ thi hành một chức vụ rồi bỏ mặc các chức vụ còn lại. Kitô hữu không thể nói rằng tôi chỉ sống chức vụ vương giả bằng việc bác ái phục vụ mà không cần đi tham dự thánh lễ, nghĩa là sống chức vụ tư tế. Những lập luận như vậy nếu có là dấu chỉ cho thấy đời sống Kitô hữu đang bị lệch lạc, thiếu quân bình. Đời sống Kitô hữu được xem là tròn đầy thì cùng một lúc phải chu toàn các chức vụ nói trên. Trong bài giáo lý số 25 hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Đức Maria trong mầu nhiệm hội thánh. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ hiểu được Đức Mẹ giữ vai trò như thế nào trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và trong hội thánh. Đồng thời chúng ta học được gì nơi đời sống của Đức Mẹ để áp dụng vào cuộc sống Kitô hữu hôm nay. Giờ đây kính mời quý vị cùng bước vào bài giáo lý. Trước hết kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đứng gần thập giá Chúa Giêsu có thân mẫu người. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Kính thưa quý học viên, hẳn chúng ta còn nhớ các bài giáo lý từ số 5 đến số 9 cho thấy rằng sau khi nguyên tổ phạm tội thì loài người rơi vào cảnh bế tắc tuyệt vọng và đều mang án tử. Thế nhưng Thiên Chúa là tình yêu, không muốn con cái loài người phải đời đời trầm luân. Vì thế Thiên Chúa Ngài đã lên kế hoạch cứu độ con người. Thiên Chúa không thực hiện kế hoạch cách đơn phương, nhưng luôn mời gọi con người cộng tác. Theo kế hoạch này, con Thiên Chúa phải được thụ thai và sinh hạ từ một người nữ. Người nữ đã được Thiên Chúa chọn chính là Đức Maria để trở thành mẹ đấng cứu thế. Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò của Đức Maria qua các điểm chính sau. Thứ nhất, Đức Maria được cứu độ. Thứ hai, Đức Maria tham gia vào công việc cứu độ của Chúa Giêsu. Thứ ba, Đức Maria là thành phần trội vượt của hội thánh. Thứ tư, Đức Maria là mẹ và là mẫu gương cho các tín hữu. Giờ đây kính mời quý vị cùng bước vào điểm thứ nhất. Đức Maria được cứu độ. Giống như tất cả mọi người, Đức Maria cũng cần được hưởng ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Đức Giêsu Kitô. Nhưng cách rất đặc biệt,
trong khi những người khác được hưởng ơn cứu độ sau khi mắc tội nguyên tổ, còn Đức Maria được Thiên Chúa gìn giữ khỏi vướng tội ấy. Chúng ta gọi đó là đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Nói cách khác, Đức Maria cũng cần được hưởng ơn cứu độ như bao người, nhưng mẹ được Thiên Chúa cho hưởng ơn này trước khi Chúa Giêsu ban cho nhân loại. Điều này cho thấy mẹ đã được cứu chuộc cách kỳ diệu ngay từ giây phút tượng thai nhờ công nghiệp của Đức Kitô. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất, Đức Maria được hưởng ơn cứu độ. Bây giờ mời quý vị bước sang điểm thứ hai. Đức Maria tham gia vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Như chúng ta đã biết, Thiên Chúa không thực hiện kế hoạch cứu độ cách đơn phương, mà luôn mời gọi con người cộng tác. Thật vậy, trong suốt dòng lịch sử đã có nhiều người cộng tác tích cực vào kế hoạch đó như Abraham, Môsê, các tiên tri. Đức Maria cũng là một trong những người cộng tác tích cực vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ đã tham gia vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa bằng những hành động cụ thể, chẳng hạn trong biến cố truyền tin mà chúng ta đã nghe trong bài số 9. Mẹ đã đón nhận ý Thiên Chúa một cách tự do. Sau đó, mẹ cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng, dạy dỗ Chúa Giêsu cho tới lúc trưởng thành. Cuộc đời của mẹ luôn lắng nghe và thi hành lời Chúa. Đặc biệt, mẹ đã có mặt và hiệp thông trọn vẹn những đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá, cũng như đã chứng kiến trong can trường những giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu trên dương thế. Câu lời Chúa mà chúng ta nghe lúc đầu giờ kể lại, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người. Một chi tiết rất quan trọng chúng ta cần lưu ý là mẹ đứng chứ không quỵ ngã dưới chân thập giá. Điều này cho thấy lòng can trường của Đức Mẹ khi đối diện với nỗi đau khổ tột cùng. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa kết thúc điểm thứ hai, Đức Maria tham gia vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và nhận ra rằng mẹ đã cộng tác hết sức tích cực vào kế hoạch đó. Giờ đây kính mời quý vị bước vào điểm thứ ba. Đức Maria là thành phần trội vượt của Hội Thánh. Tuy giữ vai trò là mẹ Chúa Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa đấng cứu thế, Đức Maria trước hết vẫn thuộc dòng dõi loài người và liên kết với tất cả mọi người cần được cứu rỗi. Nên mẹ là thành viên của Hội Thánh. Vì mẹ đã tận hiến trọn vẹn cuộc đời cho Thiên Chúa, cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Ngài. Do đó, mẹ trở nên thành viên trội vượt trong Hội Thánh. Nói cách khác, mẹ là thành viên trội vượt của Hội Thánh vì hai lý do. Trước hết, chu toàn sứ mạng rất cao trọng là làm mẹ đấng cứu thế, đấng sáng lập và là đầu của Hội Thánh. Kế đến, mẹ là tín hữu kiên vững trong đức tin, vững vàng trong đức cậy và nồng nàn trong đức mến. Mẹ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu là Nữ Vương trên trời. Trong vai trò là mẹ Chúa Giêsu đấng cứu thế, Đức Maria cũng được tuyên xưng là mẹ Thiên Chúa, mẹ Hội Thánh và là mẹ của mỗi người tín hữu. Nhưng một vấn đề được đặt ra là cuộc đời Đức Maria có liên hệ gì đến mỗi người chúng ta không? Để tìm hiểu vấn đề này, kính mời quý vị bước vào điểm thứ tư, cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý hôm nay. Đức Maria là mẹ và mẫu gương cho mỗi người tín hữu. Như chúng ta biết, nhìn theo khía cạnh đức tin, Đức Maria là mẹ của Hội Thánh và của các Kitô hữu. Mẹ đã cộng tác rất tích cực vào công trình cứu độ của Chúa cứu thế để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Tuy giữ vai trò cao trọng như vậy, nhưng đời sống mẹ lại rất gần gũi chúng ta và là mẫu gương đức tin cho mỗi người noi theo. Trong cuộc sống,
mẹ đã gặp nhiều thử thách trong niềm tin, chẳng hạn như phải sinh con nơi máng cỏ, phải ôm con chạy trốn sang Ai Cập, và mẹ đã tận mắt chứng kiến cuộc thương khó của con. Tuy vậy, mẹ vẫn kiên vững trong đức tin và trung thành với Thiên Chúa. Hơn nữa, dù là mẹ Chúa cứu thế, gia đình mẹ cũng chỉ sống bình thường nơi làng quê nghèo khó. Tuy vậy, gia đình ấy vẫn tràn ngập tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang tìm hiểu bài giáo lý số 25 nói về vai trò của Đức Maria trong mầu nhiệm hội thánh. Những điều vừa trình bày ở trên được tóm lại 4 điểm như sau. Thứ nhất, Đức Maria cũng cần được cứu độ như mọi người, nhưng mẹ được Thiên Chúa cứu độ cách đặc biệt là gìn giữ không vướng tội tổ tông. Thứ hai, mẹ đã cộng tác hết sức tích cực vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa bằng cách hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Thứ ba, mẹ cũng là một con người như bao người, vì thế mẹ là thành viên của hội thánh. Mẹ được Thiên Chúa trao sứ mạng là mẹ đấng cứu thế, nên mẹ là thành viên trội vượt. Và sau cùng, mẹ là mẫu gương cho chúng ta noi theo trong đời sống đức tin, đức cậy, đức mến và đời sống theo ý Chúa, khiêm hạ phục vụ. Bài giáo lý chúng ta kết thúc ở đây. Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn trong giây phút cầu nguyện. Lạy mẹ Maria, bài giáo lý hôm nay đã giúp con hiểu về mẹ nhiều hơn và yêu mến mẹ nhiều hơn. Mẹ thật sự là một phụ nữ tuyệt vời. Cả cuộc đời mẹ đã tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa để cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Ngài. Xin giúp con biết noi gương mẹ để theo Chúa đến tận cùng và góp phần cộng tác đem tin mừng Thiên Chúa đến mọi người. Amen. Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ 3, Chúa Thánh Thần đấng thánh hóa. Bài 26, năm phục vụ. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của Đức Maria trong mầu nhiệm hội thánh trong bài giáo lý số 25 vừa qua. Bài giáo lý đã cho thấy những điểm chính như sau. Thứ nhất, Đức Maria cũng cần được cứu độ như mọi người, nhưng mẹ được Thiên Chúa cứu độ cách đặc biệt là gìn giữ không vướng tội tổ tông. Thứ hai, mẹ đã cộng tác hết sức tích cực vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa bằng cách hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Thứ ba, mẹ cũng là một con người như bao người, vì thế mẹ là thành viên của hội thánh. Vì mẹ được Thiên Chúa trao sứ mạng làm mẹ đấng cứu thế, nên mẹ là thành viên trội vượt. Sau cùng, mẹ là mẫu gương cho chúng ta noi theo trong đời sống đức tin, đức cậy, đức mến và sống theo thánh ý Thiên Chúa,
khiêm hạ phục vụ. Có thể nói các bài giáo lý từ số 22 đến số 25 vừa qua đã khép lại chủ đề nền tảng của Hội Thánh, và từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ tìm hiểu về những cử hành của Hội Thánh mà chúng ta quen gọi là phục vụ. Chúng ta bắt đầu đề tài này với bài giáo lý số 26 nói về năm phụng vụ. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ hiểu được phụng vụ của Hội Thánh được tổ chức như thế nào và người tín hữu được mời gọi sống làm sao để đạt kết quả tốt nhất cho đời sống thiêng liêng của mình. Giờ đây kính mời quý vị cùng bước vào bài giáo lý. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng mới nên công chính, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Kính thưa quý học viên, như chúng ta biết, học giáo lý là chúng ta tìm hiểu về mầu nhiệm tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Mầu nhiệm này được thể hiện cách cụ thể từng bước qua biến cố tạo dựng và kế hoạch cứu độ mà chúng ta đã được trình bày. Trung tâm của chương trình cứu độ chính là Đức Giêsu Kitô, đấng là Thiên Chúa nhưng chỉ vì yêu đã sống trọn thân phận con người để giúp con người hiểu và sống theo mầu nhiệm tình yêu. Thật vậy, chính cuộc đời Đức Giêsu là mầu nhiệm vĩ đại mà Hội Thánh hằng cử hành trong đời sống. Trong thời gian một năm, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô theo tuần tự lịch sử cứu độ. Từ khi Ngài nhập thể, Giáng sinh đến lúc chịu đau khổ, chịu chết và sống lại, lên trời và Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đồng thời, Hội Thánh cũng mong đợi hồng phúc và ngày Ngài lại đến. Tất cả những cử hành đó được đặt trong chu kỳ của một năm, thường gọi là năm phục vụ. Nội dung bài giáo lý hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu hai điểm chính. Thứ nhất, cử hành năm phụng vụ. Thứ hai, sống năm phụng vụ. Trước khi bước vào nội dung chính của bài giáo lý hôm nay, chúng ta xác định rõ hơn ý nghĩa từ phụng vụ, vì có nhiều người đã gọi nhầm là phục vụ. Hai từ phụng vụ và phục vụ có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Phụng vụ là những cử hành của Hội Thánh để tôn thờ Thiên Chúa và thánh hóa con người. Trong khi đó thì phục vụ là việc làm thuộc trách nhiệm của mình đối với người khác nhằm đem lại lợi ích cho họ. Ví dụ, bác sĩ phục vụ bệnh nhân, người bán hàng phục vụ khách hàng. Như vậy, từ đây về sau, chúng ta không còn lẫn lộn giữa hai từ phụng vụ và phục vụ nữa. Giờ đây mời quý vị cùng bước vào điểm thứ nhất, cử hành năm phụng vụ. Năm phụng vụ bao gồm 52 tuần lễ, được kéo dài từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng tới hết tuần lễ trước Kitô vua, và được chia thành 5 mùa: mùa vọng, mùa Giáng sinh, mùa chay, mùa phục sinh và mùa thường niên. Trước hết là mùa vọng. Mùa vọng là thời gian chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người, đồng thời hướng về ngày Chúa Kitô ngự đến trong vinh quang. Mùa vọng kéo dài trong khoảng 4 tuần lễ, bắt đầu từ Chủ nhật thứ nhất đến chiều ngày 24 tháng 12. Màu sắc phụng vụ trong mùa vọng là màu tím, diễn tả tâm tình hoán cải nơi người tín hữu để đợi chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa và chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm Chúa xuống thế làm người. Kế đến là mùa Giáng sinh.
Mùa Giáng sinh là thời gian mừng kính mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người. Mùa này bắt đầu từ lễ vọng Giáng sinh và kéo dài đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Màu sắc phụng vụ trong mùa Giáng sinh là màu trắng, diễn tả niềm vui hân hoan vì con Thiên Chúa làm người. Ở đây thì chúng tôi xin mở ngoặc một chút để giải thích thêm về nguồn gốc lễ Giáng sinh. Có nhiều người hiểu một cách rất đơn sơ rằng Chúa Giêsu sinh ra đúng vào đêm 24 tháng 12 vì đó là lễ Giáng sinh. Thật vậy, mục đích của lễ Giáng sinh không nhằm xác định ngày Chúa Giêsu sinh ra, nhưng nhằm công bố chân lý con Thiên Chúa làm người. Lễ Giáng sinh đầu tiên được cử hành trọng thể vào khoảng năm 300 sau Công nguyên. Lễ Giáng sinh được cử hành vào ngày 25 tháng 12, vì đó là ngày lễ thờ thần mặt trời của dân Roma cổ xưa. Hội Thánh muốn nhân cơ hội lễ thần mặt trời này để công bố cho toàn nhân loại rằng Chúa Kitô là mặt trời công chính, soi sáng muôn dân và là ánh sáng chiếu soi trong đêm tối. Tiếp theo là mùa chay. Mùa chay là thời gian người tín hữu dịt xét lại cuộc đời mình, ăn năn sám hối về những lỗi lầm đã xúc phạm đến Thiên Chúa, từ đó quyết tâm sửa đổi bản thân và canh tâm đời sống cho phù hợp với giáo lý của Chúa hơn. Mùa chay kéo dài 40 ngày, khởi đầu từ thứ tư lễ cho đến hết tuần thánh. Màu sắc phụng vụ trong mùa chay là màu tím, diễn tả tâm tình sám hối ăn năn. Trong mùa chay, Hội Thánh có nhiều cử hành đặc biệt như thứ tư lễ tro, có nghi thức sức tro trên đầu các tín hữu, ăn chay, cầu nguyện, làm việc bác ái. Cao điểm của mùa chay là tuần thánh, đặc biệt là 3 ngày, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần thánh. Chúng ta vẫn gọi đó là Tam Nhật Thánh. Trong những ngày này, Hội Thánh tái hiện toàn bộ cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu để giúp người tín hữu cảm nhận sâu xa hơn tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Từ đó họ quyết tâm yêu Chúa hơn và theo Chúa sát hơn. Tiếp đến là mùa phục sinh. Mùa phục sinh là thời gian Hội Thánh vui mừng cử hành mầu nhiệm Chúa Giêsu sống lại. Ngài đã chiến thắng tội lỗi, sự ác và ngay cả sự chết để đem lại sự sống mới cho nhân loại. Từ nay nếu con người bước theo chân Chúa Giêsu Kitô thì sẽ không còn sợ hãi mà luôn vui tươi hân hoan vì chính Chúa Giêsu đã chiến thắng tất cả và mở cửa hy vọng cho loài người. Mùa phục sinh bắt đầu từ lễ vọng phục sinh và kéo dài đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Màu sắc phụng vụ trong mùa phục sinh là màu trắng, diễn tả niềm vui hân hoan vì Chúa Kitô toàn thắng tội lỗi và tử thần. Và sau cùng là mùa thường niên. Mùa thường niên là thời gian Hội Thánh cử hành một biến cố nào đó trong cuộc đời Chúa Giêsu để giúp người tín hữu nuôi dưỡng đời sống đức tin và ngày càng đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa hơn. Mùa thường niên kéo dài khoảng 34 tuần lễ, được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ sau mùa Giáng sinh đến đầu mùa chay. Giai đoạn thứ hai, từ sau lễ hiện xuống đến hết tuần lễ Chúa Kitô vua. Ngoài các mùa chính vừa kể trên, rải rác suốt năm phụng vụ, Hội Thánh còn dành nhiều ngày lễ để tôn kính Đức Maria, Thánh Giuse, các thánh tử đạo, các thánh khác. Các ngài đã đạt tới đỉnh cao trọn lành, đáng nêu gương cho ta và cầu nguyện cho ta trước tòa Chúa. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất, cử hành phụng vụ. Những điều vừa trình bày ở trên có thể tóm lại là năm phụng vụ của Hội Thánh bao gồm các mùa như sau: mùa vọng, mùa Giáng sinh, mùa chay, mùa phục sinh và mùa thường niên. Ngoài ra, Hội Thánh còn dành nhiều ngày lễ để tôn kính Đức Maria, Thánh Giuse, Thánh Tử Đạo và nhiều thánh khác. Tiếp theo đây, mời quý vị bước vào điểm thứ hai, đó là sống năm phục vụ.
Để hiểu rõ hơn sự cần thiết sống năm phụng vụ, chúng ta thử tìm hiểu một ví dụ. Có một cặp vợ chồng luôn miệng nói rằng yêu thương nhau, nhưng không bao giờ họ gần nhau hay bày tỏ những cử chỉ yêu mến nhau. Họ luôn sống theo cách riêng của mỗi người mà không dành những giây phút sống cho nhau. Theo cách sống như vậy, liệu chúng ta có tin là họ yêu nhau thật sự không hay chỉ nói miệng? Có lẽ rất khó mà tin được. Đời sống đức tin của người Kitô hữu cũng vậy. Chúng ta không thể nói suông rằng mình yêu mến Thiên Chúa, nhưng chẳng bao giờ tới nhà thờ tham dự thánh lễ hoặc các nghi thức phụng vụ khác. Nhờ cử hành phụng vụ mà đời sống đức tin người tín hữu được nuôi dưỡng và phát triển, như cây non lớn dần và sinh hoa kết quả nhờ được vun xới, tưới gội và chăm bón. Đức tin người tín hữu cũng lớn mạnh dần nhờ biết sống tâm tình các mùa phụng vụ. Vì thế, Hội Thánh luôn mời gọi con cái mình siêng năng tham dự các nghi lễ và sống trong tinh thần phụng vụ. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa tìm hiểu bài giáo lý số 26, tìm hiểu về năm phụng vụ. Qua nội dung trình bày ở trên, chúng ta tóm lại như sau. Thứ nhất, năm phụng vụ là thời gian một năm, bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Trong đó, Hội Thánh mừng các biến cố trọng đại, cuộc đời Chúa Giê-xu, Đức Mẹ và các Thánh. Thứ hai, năm phụng vụ có mục đích giúp người tín hữu hiểu và sống các mầu nhiệm trong đạo cách thiết thực hơn. Phần tóm tắt trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Bây giờ mời quý vị lắng đọng tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa, trước đây khi chưa học giáo lý, con thấy người Công giáo hay có nhiều lễ hội mà con không hiểu tại sao. Nhưng hôm nay con đã hiểu được lý do rồi. Thật vậy, Hội Thánh lập ra nhiều lễ trong năm để giúp chúng con suy niệm sâu hơn về cuộc đời Chúa Giê-xu cũng như đời sống của Đức Mẹ và các Thánh. Xin cho con ngay từ bây giờ biết sốt sắng tham gia các nghi thức phụng vụ của Hội Thánh để bày tỏ rằng con tin Chúa, yêu mến Chúa và muốn dấn thân theo Ngài.